Xin chào tất cả mọi người. Em cảm ơn tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà Nông Phú Miền của em. Trong thời gian vừa qua thì cũng có rất là nhiều cô chú cũng như là những anh chị em hỏi em về cái cách mà chúng ta xử lý phân của heo rừng. Thì ở miền Trung của em mọi người, tới thời điểm hiện tại thì bắt đầu nó vào mùa nắng rồi. Thì trước thời gian đó thì những mùa mưa mọi người, thì khi mà chúng ta nuôi heo rừng thì gặp đúng những cái mùa mưa thì phân của heo rừng thường thì nó bị như là nó ướt mọi người, nghĩa là nó không có khô rồi không có xử lý được ở để mà ví dụ như là chúng ta đem ra phơi nắng đó, cho nên là trong mùa mưa thì khó xử lý và đặc biệt là nó không có khô thì nó sẽ hôi, có mùi hôi rất là nhiều trong vài tháng trong mùa mưa mọi người. Thì hỏi em có cách nào để mà xử lý cái phân này để mà cho nó sạch và nó sẽ không có mùi hôi khi mà chúng ta vớt lên. Thì ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu và chia sẻ cho tất cả mọi người là một cái gói, đây là cái gói mà em đã mua và em đã dùng trong vài năm gần đây, thì em thấy nó rất là hữu ích và em muốn chia sẻ lại cho tất cả mọi người thôi nha. Còn có những trang trại thì người ta sẽ dùng những cái loại khác nhau, nhưng mà em thấy cái gói này nó hữu ích thì em sẽ chia sẻ lại cho tất cả mọi người thôi. Đây là cái gói mà em đã mua được, tên của nó là Balasa No 1. Thì trọng lượng cái gói này mọi người thì nó sẽ là 1 kg nè, cả cái gói này sẽ là 1 kg và giá em mua là người ta sẽ bán cho em là 50.000. Thì trong cái gói này thì em sẽ giới thiệu cho mọi người sơ thôi, còn khi mọi người mua về thì chúng ta sẽ đọc cái hướng dẫn mà người ta đã viết trên cái bao này nào nha. Rồi bây giờ thì em sẽ nói về cách chúng ta xử lý phân, đặc biệt là ngày hôm nay em muốn chia sẻ cho mọi người đó là phân lợn ướt, hoặc là nói cho miền Trung của em là phân heo ướt. Cái gói này là chúng ta dùng để mà ủ phân tươi. Em sẽ nói về một chút về cái cách mà chúng ta ủ phân tươi. Thì trong cái này thì nó sẽ có đầy đủ rồi mọi người, thì em chỉ nói một phần nhỏ trong cái gói này thôi. Là về cái gói này ủ phân tươi mọi người, cái cách làm như thế này. Đối với cái một gói một có trọng lượng 1 kg này á, thì chúng ta sẽ ủ được phân tươi từ 2 cho đến 3 tấn phân tươi nha mọi người. Là ví dụ như mà chúng ta nuôi cái trang trại mà chúng ta mà nó nhiều á, mà nó lớn á, thì chúng ta sẽ dùng một gói này để mà chúng ta ủ từ 2 đến 3 tấn phân tươi. Còn nếu mà trang trại của quý cô chú cũng như là những anh em mà trang trại nhỏ, ví dụ như trang trại của em á, thì trong khoảng là 30-40 con á, thì chúng ta dùng cái gói này thì nó cũng khá là lâu mới hết được, thì chúng ta chia nhỏ ra chúng ta dùng thôi. Thì trại nhỏ thì thường khoảng là trong vòng là 2-3 tạ phân thôi mọi người. Ví dụ như trong một tháng thì chúng ta chỉ có là khoảng ít lắm, khoảng là một tạ, chưa tới một tạ phân tươi đâu, cho nên là nó rất ít. Và cái gói này chúng ta chia ra thì chúng ta dùng trong khoảng là vài lần mới hết một gói nha. Rồi em sẽ đi vào nói chung một chút mọi người. Thì khi mà chúng ta dùng cái gói này chúng ta ủ phân tươi á, thì nó sẽ làm như thế này. Chúng ta dùng 5 kg cắm gạo. Thì chắc chắn là mọi người khi chúng ta nuôi heo rừng thì chúng ta sẽ biết cắm gạo rồi. Chúng ta sẽ dùng 5 kg cắm gạo, hoặc là chúng ta dùng 5 kg bột ngô, hay là người ta sẽ gọi là cắm ngô mọi người, và khoảng là 5 kg nha. Rồi chúng ta sẽ đổ vào trong cái thùng, đây cái thùng này. Thì em đối với em thì em sẽ dùng cái thùng này, thùng sơn này sẽ là 18 lít cho mọi người. Sau đó thì chúng ta sẽ, sau khi mà chúng ta dùng 5 kg cắm ngô và hoặc là 5 kg cắm gạo, chúng ta đổ vào trong cái thùng sơn mà em đã nói mọi người này. Rồi sau đó là chúng ta sẽ cắt cái gói này. Cái gói này là nó gói bột mọi người. Chúng ta sẽ trộn vào trong cái 5 kg cắm ngô hoặc là cắm gạo, chúng ta trộn chung lại với nhau. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ dùng 2 lít nước sạch, chúng ta sẽ đổ vào trong cái thùng này luôn, và chúng ta sẽ đánh đều nó lên nha. Mục đích là chúng ta
Mục đích là khi mà chúng ta bỏ vào trong này là chúng ta sẽ nhân lên cái này nó lên thành men đó mọi người. Chúng ta sẽ nhân lên thành men. Và sau khi mà chúng ta khuấy đều ra rồi mọi người thì cho nó rã rời ra nha, chúng ta đừng để cho nó dính cục mà chúng ta để cho nó rã rời ra. Đó. Và chúng ta đem cái thùng này chúng ta đậy kín lại và chúng ta đem đi để một cái nơi nào đó khoảng là hai ngày. Trong này thì người ta sẽ nói là chúng ta sẽ để là ít nhất là 2 ngày. Và 2 ngày thì nó sẽ có cái một cái mùi thơm. Mùi thơm hoặc là chúng ta nghe cái mùi chua nhạt thì chúng ta có thể là đem nó ra dùng được. Thì đó là cái cách mà ủ men. Thì trong này á mọi người thì nó sẽ có đầy đủ tất cả luôn. Hướng dẫn người ta sẽ hướng dẫn rất là kỹ càng luôn. Nhưng mà em nói sơ cho mọi người một chút thôi. Và cách xử lý như thế này, phân tươi mà những con heo mà trong những cái chuồng heo á mọi người thì chúng ta gom hết tất cả lại một cái đống thật là to. Và đống thật to thì tùy theo cái số lượng mà phân mà mọi người thu lại. Thì chút nữa đây thì em sẽ quay cho mọi người xem về cái thực tế nha. Thực tế em đã làm luôn. Còn bây giờ thì em sẽ nói mọi người một chút thôi. Rồi thì chúng ta sẽ thu hết tất cả phân của con heo trong cái chuồng của chúng ta lại thành một cái đống. Thì nếu trang trại nhiều thì chúng ta thu lại khi chúng ta thu lại thì nó rất là nhiều phân. Còn những trang trại ít thì mỗi ngày thì chúng ta thu lại nó cũng không có nhiều lắm. Thì chúng ta dồn lại một tuồng thì nó sẽ thành một cái đống to mọi người. Rồi sau đó sau khi mà thu lại thì chúng ta sẽ đem cái thùng này nè. Khi mà chúng ta đã lây mang cho nó rồi, chúng ta dùng cái lây mang cho nó và chúng ta đã bỏ những loại mà em đã hướng dẫn vào trong cái thùng này nè, hai ngày hơn rồi thì nó đã lây mang rồi, thì chúng ta đem ra và chúng ta sẽ trộn vào trong cái phân tươi đó, đúng không? Rồi cái phân tươi mọi người thì chúng ta khi mà chúng ta dồn phân lại thì chúng ta để vào trong một cái nền, nếu mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta làm một cái nền trắng xi măng rồi và chúng ta dồn phân chúng ta đổ đó, sau đó là chúng ta lấy cái men này chúng ta trộn vào trong cái phân và bắt đầu chúng ta ủ nó. Thì có trong cái gói này người ta sẽ hướng dẫn rất là kỹ càng luôn, rất là dễ làm luôn á mọi người. Rồi bây giờ thì em sẽ đi quay cho mọi người xem về cái mà em đã ủ nha, quay thực tế cho mọi người xem về em đã ủ phân và em đã dùng men này, em đã lên men cho nó và em sẽ ủ phân như thế nào thì em quay cho mọi người xem luôn nha. Rồi, đây mọi người, đây là cái phân thực tế mà em đã ủ trong cái thời gian vừa qua. Thì như mọi người thấy trong cái đống phân này thì trại của em hiện tại thì nó có còn rất là ít heo. Đây là số lượng phân của nó rất là ít. Đây là cái phân mà em đã vớt lên được trong một tuần vừa qua mọi người. Và em đã ủ nó. Thì vì là trong cái này là em đã tráng này rồi. Đó, trắng này là sạch sẽ rồi mọi người, cho nên là em chỉ ủ hết phân lại rồi em đã bỏ vào trong cái này này, nó rất là sạch sẽ rồi. Nên là khi mà bỏ vào đây là phân này nó ướt mọi người, cho nên là mọi người thấy không, nó không có cục lại được, nó tràn ra như thế này đó. Và em đã dùng cái mang mà em đã ủ trong cái thùng á mọi người, cái thùng mà lúc nãy em mới chỉ cho mọi người là thùng sơn á, em đã ủ rồi và em rắc lên như này nè đó. Và em ủ ra thì cái này thì nó đã được, nó đang phân hủy và cái đống phân này là nó đã được ủ là 4 ngày rồi. Đó, 4 ngày rồi mọi người, cho nên là thành nó là nó là như thế này đó mọi người. Thì trong thời gian mà em ủ thì em đã được vài bao phân rồi mọi người, rất là nhiều rồi. Khi mà chúng ta ủ cái phân này thì em khuyến khích mọi người là chúng ta ủ trên cái nền đã chúng ta đã xả xi măng rồi. Bởi vì thứ nhất là khi mà phân tươi thì nó nằm trên cái này thì nó sẽ sạch sẽ hơn và nó rất là thuận lợi, là nó không có bị dính những đá sạn vào trong cái phân. Còn khi mà chúng ta ủ vào trong cái nền đất thì nó sẽ dính rất là nhiều, ví dụ như đá rất là nhiều. Khi mà chúng ta hốt chúng ta bỏ vào bao thì nó sẽ rất là nặng. Còn cái phân này thì phân là gọi là phân riêng, cho nên là chỉ có phân thôi. Em khuyến khích mọi người làm như vậy là tìm cái này nha. Rồi
Khi mà chúng ta ủ phân á mọi người, đối với cái việc mà chúng ta cần phải có một cái máy che á mọi người, bởi vì phân á thì chúng ta sẽ ủ thời gian nó cũng khá là dài, tầm là ví dụ như phân ít hay là phân, nói chung là phân ít hoặc là phân nhiều, thì nếu mà chúng ta có cái một máy che thì không có bị ướt. Hoặc là nếu mà chúng ta ủ bên ngoài mọi người thì chúng ta phải dùng những cái bao ni lông hoặc là chúng ta dùng những tấm bạc, chúng ta phải che lại lại đàng hoàng nên trong thời gian ủ thì nó sẽ không bị ướt nha. Rồi bây giờ thì em sẽ đi quay cho mọi người xem cái bao phân mà em đã ủ khô và nó đã ra hoàn thành rồi á, thì em cho vào trong cái bao á. Đây mọi người, đây là cái bao thành phẩm mà sau thời gian em đã ủ xong rồi mọi người, thì nó đã khô hết rồi và em đã cho vào trong cái bao này và em đã để ở đây. Thì vì đây là chỉ còn hai bao thôi mọi người, chưa được hai bao bởi vì em làm rất là nhiều và em đã đem đi trồng rau hết rồi. Bây giờ còn hai bao và bây giờ em sẽ lật nó xuống và em sẽ cho mọi người xem nó như thế nào nha. Đây mọi người, thì sau khi đã ủ xong á thì nó sẽ ra là như thế này. Trong cái này thì nó phân này nó đang đáng cục quá mọi người, vì khi xúc á không có tơi nó ra nó bột được, em để như vậy để sau này là ví dụ như mà khi đi đem ra trồng rau hoặc là trồng cây á thì em sẽ tơi nó ra để hòa với đất hoặc là hòa với lại những cái loại phân khác nha. Đây mọi người thấy không, đây sau khi đã ủ xong á thì nó sẽ không có mùi hôi thối gì đó mọi người, chứ không là nếu mà nó hôi thối thì em ngồi đây thì nó em sẽ bị khẩu trang rồi ha. Đó cho nên là nó không còn cái mùi hôi nữa mọi người thấy không nè. Đây. Vì trong cái bao này á mọi người, cái bao này á thì nó rất là to và để được cái một bao này á thì với hiện tại thì em sẽ làm khoảng là 3 lần, em sẽ ủ 3 lần bởi vì số lượng heo tại em hiện tại nó rất là ít cho nên là em sẽ ủ 3 lần thì mới được một bao như thế này thôi nha. Đó. Và trong thời gian mà em đã ủ thì nó rất là nhiều rồi, và sau cái khi mà quay cho mọi người xem cái này á thì em sẽ đi quay cho mọi người xem cái phân mà em đem ra nguồn nó nguồn cái miếng đất để mà sắp tới em sẽ trồng rau, thì em sẽ quay cho mọi người xem luôn nha. Thì bây giờ thì em sẽ dựng nó lên và em sẽ đi quay cho mọi người xem cái phân mà em đem ra em trồng rau nha. Đây này mọi người, đây là cái đống phân mà em đã vừa đổ ra ngày hôm qua. Đây nè mọi người thấy không, rất là nhiều luôn và em dùng để trồng rau xung quanh cái vùng này. Đây là phân đã khô hết rồi mọi người và em đã tơi ra một ít rồi. Trong cái đống này thì em đã dùng là 5 bao em đổ vào đây để em trồng rau đó mọi người, rất là nhiều luôn. Và bây giờ thì em sẽ đi quay cho mọi người xem cái những cái rau mà em đã dùng phân này em trồng nha. Đây là cái em dùng phân em đang trồng rau đó mọi người, đang này đang gieo những cái hạt cải á. Em đã gieo rồi và em dùng nó em làm. Đây là dùng để phân để trồng đậu ve. Tiếp theo là dùng nó để trồng mã đề nè, rau 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 ngò gai nè mọi người nè, đó mọi người thấy không. Rồi qua bên này thì dùng để trồng dưa leo, trồng nó là dùng để trồng dưa leo nè mọi người. Đây là đậu ve, nhà em đã làm 2 hạt. Và rất là nhiều thứ nữa mọi người. Đó, em quay một chút ít cho mọi người xem về cái tác dụng của nó. Đây thì là trồng cà nữa này mọi người thấy không, trồng cà tím nữa này, nó có trái nào đó ha. Rất là nhiều công dụng của nó rất là tốt ha. Ngày hôm nay thì em đã giới thiệu cho mọi người một cái gói mà chúng ta dùng để ủ phân heo tươi và khử mùi của phân heo, thì đến đây kết thúc rồi. Thì trong cái video ngày hôm nay thì em đã chia sẻ rất là thực tế cho mọi người xem về các cách mà em đã ủ, cách ngắn gọn mà em đã ủ thôi. Trong các video thì em có nói gì một chút thôi chứ không có làm thực tế từng bước, vì làm thực tế từng bước nó tốn rất là nhiều thời gian mọi người, cho nên là mọi người xem mọi người sẽ nhàm chán hơn.
Thì ngày hôm nay em đã giới thiệu cho mọi người đó. Thì trong cái video mà nếu cô chú cũng như là những anh em nào mà khi mua về mà chúng ta làm mà nó chưa được thì mọi người có thể comment vào phía dưới video của em nha. Rồi nếu mà làm không được thì em sẽ làm một video mới để mà em hướng dẫn làm từng bước một luôn cho mọi người luôn nha. Còn video này em sẽ nói về một chút thôi, em giới thiệu một chút thôi và cái cách làm của em nó ngắn gọn thôi nha. Rồi cuối cùng thì em xin chúc cho tất cả mọi người có một ngày được nhiều niềm vui và dồi dào hạnh phúc và tiếp tục phát triển cái niềm đam mê của mình, đó là nuôi heo rừng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.